ông già ông chết đã lâu mà hai con mắt bộ râu vẫn còn là cái gì? Gốc tre. Lỗ này là lỗ của tôi, tiểu nhân quân tử đều chui đầu vào là cái gì? Cổ áo thun. Cái đầu một tấc, cái đuôi một thước, đi một bước nhảy một bước là cái gì? Cái cuốc. Bốn chân trong chóng, hai bụng kề nhau, nằm giữa phao câu, nghiến đi nghiến lại là cái gì? Cái cuốc xay. Xương bằng tre già, da bằng giấy mỏng, đầu chọc thông lốc, mắt lồi thô lô là cái gì? Cái quạt giấy. Trên đầu trai có con nai chun chút là cái gì? Nai chút là nút chai. Sinh ra cái giống dị kỳ, lưng thì đằng trước, bụng nằm phía sau là cái gì? Cái cẳng chân.